Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục thi đua yêu nước của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là một lương y coi trọng khám chữa bệnh nhân đạo, ông Triệu Văn Lù ở xóm Cốc Phục, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc còn là người có uy tín tại địa phương. Với những đóng góp của mình cho cộng đồng, ông luôn được chính quyền, người dân nơi đây tin tưởng, quý trọng. Về xóm Cốc Phục, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, ai cũng biết đến tài bốc thuốc chữa bệnh và tấm lòng đức độ của lương y Triệu Văn Lù. Ở nơi vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, vị lương y người dân tộc Nùng ấy không chỉ say mê với công việc mà luôn coi việc chữa bệnh là mục đích cao cả, là hạnh phúc của cuộc đời. Đã bước sang tuổi 62, nhưng ông Lù vẫn rất nhanh nhẹn, nụ cười hiền hậu của ông cùng với sự chất phác, phóng khoáng của một lão nông, một thầy thuốc từng là lính chiến, chia sẻ với chúng tôi. Ông Lù cho biết, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghề bốc thuốc chữa bệnh. Từ nhỏ, ông đã theo cha trèo đèo, lượn suối vào rừng sâu để hái thuốc. Mỗi chuyến đi, cha ông đã chỉ dạy cách nhận biết các loại cây dược liệu, phân tích dược tính tương ứng. Hàng ngày, chứng kiến cha bốc thuốc chữa bệnh cho mọi người. Cứ thế, kiến thức nghề y lớn lên theo năm tháng tuổi thơ của ông. Là thế hệ thứ tư tiếp nối các bài thuốc bí truyền của gia tộc, cùng với những kinh nghiệm tích lũy từ sách vở và qua thực tiễn, ông Lù được bệnh nhân tại các địa phương trong tỉnh biết đến rất nhiều. Chúng tôi cũng là đấy từ đời thứ tư rồi, thì cũng làm mấy nghề thế thuốc này để là cũng nghiên cứu về các cây thuốc để mà chữa trị cho nhân nghèo và cho giúp đỡ cho là người bệnh nhân đấy, là đấy cũng phải là cần cũng là vì cái thuốc mình cũng tìm tòi các cây thuốc ở trong rừng về chữa cho anh em là người dân mình khám xong gọi là để là chữa trị 1-2 ngày để hợp thuốc để nó mới cho lấy thuốc về nhà đấy uống hay là đắp đấy, thì coi là phải làm như thế mới hiệu quả được. Trường hợp của bệnh nhân Hoàng Văn Nguyên, sinh năm 1998 ở xóm Nà Quằng, xã Thượng Hà. Theo lời kể của anh Nguyên, trong một lần đi rừng, Nguyên bị gai cắm vào chân do không kịp sơ cứu nên vết thương bị nhiễm trùng nặng. Tập tễnh lê bàn chân sưng to, tấy đỏ đi khám tại các bệnh viện lớn nhỏ được chẩn đoán bị viêm xương, chỉ định mổ nạo viêm, lấy xương chết. Trải qua hơn một tháng chạy chữa, tốn kém nhiều chi phí, nhưng khi về nhà, vết thương lại tiếp tục tái phát và có dấu hiệu lở loét, nguy cơ hoại tử. Hai mẹ con Nguyên đến nhà ông với hy vọng cuối cùng. Chỉ sau 4 ngày khám, đắp thuốc và áp dụng các liệu pháp chữa trị, vết thương ở chân của Nguyên dần chuyển biến tốt, bắt đầu có những tín hiệu phục hồi khả quan. Em cũng đã điều trị qua những các bệnh viện tuyến ở trong huyện, trong tỉnh, có mất hết một tháng thời gian điều trị ở đấy, nhưng mà không khỏi. Em ra đến bệnh viện Việt Đức có điều trị ở ngoài đấy có một tháng. Ở ngoài đấy em có mổ xong bác sĩ kết luận của bệnh viện Việt Đức kết luận là em bị viêm xương. Lúc em ngoài mổ ở ngoài đấy thì bị nạo viêm, lấy xương chết. Nhưng mà em mổ thì lúc đầu về đầu một tháng thì có thấy vẫn khỏe hơn, nhưng mà về được hết tí thuốc kia là chân em lại sưng lên. Rồi em nghe nói là ở đây có bác Lù có chữa trị, xong em về tìm bác chữa trị. Xong em về nhà bác chữa trị được hôm nay 4 ngày. Em hôm qua đắp thuốc được 3 ngày thì là em thấy cái viêm xương của em ấy thì là ở bên trong nó lồi ra. Bây giờ em thấy đỡ hơn rất là nhiều. Em cũng mong là sẽ khỏi bệnh sớm để trở về với gia đình bố mẹ. Còn chị Đặng Mùi Sai ở xóm Cốc Cai, xã Hưng Đạo bị u tuyến giáp, qua người thân đã từng được ông Lù chữa khỏi bệnh. Chị Sai tìm đến ông với mong muốn chữa bệnh cho mình. Nghe nhiều người đã chữa bệnh khỏi tại bác Lù nên hôm nay cùng gia đình đến đây để khám bệnh, mong muốn chữa khỏi bệnh để về với gia đình làm nương làm giấy. Chị Liên Thị Viễn ở xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc
là một trong nhiều số bệnh nhân đang điều trị tại nhà lương y Triệu Văn Lù cho biết, chị bị đau thần kinh tọa, đau lưng và hông một thời gian dài, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, việc sinh hoạt rất bất tiện. Nghe bà con hàng xóm truyền tay nhau về bác Lù chữa bệnh hiệu quả, nên chị đã tìm đến. Sau 10 ngày được bác thăm khám, giác thuốc, hiện nay những cơn đau đã giảm đi rất nhiều, cơ thể vận động khỏe khoắn hơn trước. Theo ông Lù, số lượng bệnh nhân đến khám và chữa bệnh ngày càng đông, trung bình một ngày từ 4 đến 5 người, cao điểm có ngày hơn 10 người tới khám bệnh. Ông cũng không nhớ nổi đã điều trị, bốc thuốc, kê đơn được cho bao nhiêu bệnh nhân. Có người chỉ cần mang thuốc về nhà uống, nhưng cũng có người phải điều trị ở đây hàng tuần, hàng tháng. Không ít người bị viêm đa khớp, đi lại khó khăn. Sau khi uống thuốc của ông một thời gian, bệnh đã thuyên giảm và đi lại được. Để chủ động được nguồn dược liệu, ông đã mạnh dạn đề nghị các hộ dân trong vùng cùng tham gia trồng cây dược liệu và đảm bảo bao tiêu sản phẩm để giúp bà con nâng cao và cải thiện chất lượng cuộc sống. Năm 2015, lương y Triệu Văn Lù được Hội Đông y tỉnh chứng nhận là lương y gia truyền trong lĩnh vực y dược cổ truyền. Ông cũng là hội viên của Hội Đông y Việt Nam. Hiện nay, ông đang lưu giữ nhiều bài thuốc có giá trị chữa các loại bệnh như đại tràng, đau dạ dày, viêm xoang, thần kinh tọa, đa khớp, hạch. Ông tự rút kinh nghiệm sau mỗi lần chữa bệnh và đưa ra phương thuốc hiệu quả nhất đối với từng bệnh nhân. Theo ông Lù, người thầy thuốc phải đặt cái tâm lên trên hết thì làm nghề mới bền lâu. Quan trọng nhất là chẩn đoán đúng bệnh thì mới bốc thuốc đúng và nhanh khỏi bệnh. Bệnh nào thì bốc thuốc đấy. Chỉ cần lấy sai một vị thuốc là đã phản tác dụng, thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Theo nghề y là mong muốn giúp người bệnh có thêm cơ hội sống, có sức khỏe để lao động, học tập, đã có cơ duyên gắn bó với nghề thì phải tận tâm, tận lực, hết lòng, hết sức cống hiến. Không chỉ là một lương y tâm huyết với nghề, ông Lù còn là cựu chiến binh gương mẫu, người có uy tín tại địa phương. Phát huy truyền thống phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, ông tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình. Ngoài thời gian khám cho bệnh nhân, ông phụ giúp gia đình tăng gia sản xuất, trồng quế, hồi, làm ruộng, đào ao thả cá, chăn nuôi lợn, bò. Dù ở cương vị nào, trung đội trưởng dân quân tự vệ xã Khánh Xuân, trưởng xóm Cốc Phục, nay là người có uy tín của xóm, ông Lù luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc chung. Mọi người đã quen thuộc với hình ảnh người lương y già giản dị, gần gũi, thường xuyên đến từng hộ gia đình, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Mỗi lần bà con đến khám bệnh, bốc thuốc, ông tranh thủ trao đổi, vận động người dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Cựu chiến binh Triệu Văn Lù cũng là đều là thành nhà thuốc gia truyền, cũng điều trị cho các bệnh nhân và dùng bằng thuốc nam, thì kết quả hàng năm thì cũng đã có thu nhập cho gia đình và cũng chữa khỏi nhiều bệnh nhân hiểm nghèo thuộc là Tây y là không chữa được. Và hàng hiện nay là hàng ngày có 4 đến 5 bệnh nhân về điều trị là nội trú, ngoại trú ở tại gia đình. Thì đấy là cái hội viên cựu chiến binh Triệu Văn Lù thì cũng đã nổi bật như thế, vừa là cứu dân vừa là phát triển kinh tế gia đình thì tăng thu nhập cho gia đình. Với những công hiến trong công tác thừa kế, bảo tồn bài thuốc, phương pháp chữa bệnh của Đông y, lương y Triệu Văn Lù đã được Hội Đông y tỉnh tặng bằng khen và nhiều lần được các cấp hội trong huyện khen thưởng. Đây là động lực để ông cùng vợ tiếp tục nghiên cứu, bảo tồn các bài thuốc quý, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục thi đua yêu nước tuần này của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.